Chào các bạn, trên tay mình đang cầm đây là chiếc điện thoại Samsung A6. Nó bị bật chế độ an toàn này các bạn thấy không? Để chế độ an toàn nè ha. Để chế độ an toàn đã bật nè. Rồi, mình chia sẻ với các bạn cái cách tắt cái chế độ an toàn này đi ha. Đầu tiên các bạn mở khóa chiếc điện thoại lên. Rồi, khi mà các bạn mở khóa xong các bạn kéo màn hình trên xuống. Nó sẽ hiện ra chế độ an toàn đã bật này, các bạn nhấp vào đây. Bạn bấm vào chữ tắt ha. Đây, tắt. Nó tắt. Rồi, ok, cái điện thoại mình nó sẽ khởi động lại. Khi nó khởi động lại thì nó sẽ tự động nó tắt ha các bạn. Ok, mắc chế độ an toàn rồi ha. Bạn giờ vuốt lên. Đó. Rồi vậy là xong đó các bạn. Rất đơn giản ha. Rồi. Nếu video hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.